Thủy với Ly có những cái vấn đề, thật ra là vấn đề thực sự, nhưng mà nó đã trải qua rất là lâu rồi. Và cũng nó không nhớ tới thì không phải, nhưng mà mình cũng không còn quá bận tâm nữa. Nhưng mà khi á, mình hai team mình cạnh tranh với nhau thì dĩ nhiên là mình sẽ cạnh tranh quyết liệt, đúng không chị? Nhưng mà khi hai người đó mà thành một team thì biết đâu nó sẽ bổ trợ nhau đánh những team khác thì sao? Nhưng mà một cái bất ngờ nữa là tại vì á, dân cư mạng á là rất là thích nói rằng là sân khấu này là của Mâu Thủy với Hương Ly để coi là hai chị đánh nhau như thế nào. Nhưng mà Thủy không muốn cái kiểu mà chưa đua mà đã thua rồi đó. Cho nên là làm gì làm, nhà mình là phải yên ấm để coi, để mình phá nhà người ta như thế nào. Đó là cái mà Thủy muốn nói đến, là team của Thủy đang rất là yên ấm nha mọi người. Đừng có phá team Thủy để cho team Thủy rộn ràng lên là không được đâu. Và thứ hai đó chính là chiến lược màu sắc của team Nóng Lái như thế nào. Chiến lược đó chính là mỗi tập mình sẽ có chiến lược mỗi tập, chứ mình không phải là đem từng mấy là chiến lược chủ đề của mình đem ra hết cái chương trình. Thực ra đối với Thủy á, là khi mà tham gia chương trình Việt Nam Why Not thì Thủy muốn đem đến một cái sắc màu vui vẻ. Có thể mình chơi dơ chút xíu, nhưng mà chơi dơ vui nha mọi người. Chơi dơ vui nha, chứ không phải chơi dơ mà dìm hàng người khác. Chơi dơ nhưng mà chơi dơ vui vẻ. Và màu sắc thì là một màu sắc rất là năng động, trẻ trung, và lúc nào cũng phải lăn xả hết mình, chơi hết mình, cho dù mà mình không có được đạt điểm cao, nhưng mà mình cũng phải làm một cái điều gì đó nó thật là nổi bật trong team mình. Và tới hiện tại là đã quay được vài tập rồi, và Thủy với Hương Ly vẫn chưa có vấn đề gì xảy ra, và team Thủy đang là có màu sắc riêng của mình rất là nhiều, và hy vọng rằng mọi người sẽ ủng hộ team Nóng Lá của Thủy. Xin được mời hai đội còn lại, thì không biết là hai đội còn lại sẽ thể hiện cái tinh thần như thế nào trong cuộc thi ạ? Qua chiến lược của, qua câu trả lời của Ngô Tha, có gì mà hai đội còn lại phải dè chừng? Chị nghĩ câu hỏi này MC hỏi sai đối tượng rồi. Chính xác phải hỏi là hai đội còn lại dè chừng Why Thao ở chỗ nào? Đúng ạ. Bây giờ hỏi hai đội còn lại dè chừng Why Thao ở chỗ nào? Thật ra khi đến với Việt Nam Why Not, ban đầu em nói thiệt là em đề cao độ khăn rằng nhiều hơn độ Why Thao. Nhưng mà khi mà em bước vào một số tập đầu tiên này, ghi hình thì em đã suy nghĩ lại là độ khăn rằng thật sự là một đối thủ tiềm ẩn mà chưa chắc được mọi người sẽ nghĩ tới đâu. Và đặc biệt là người vừa đặt câu hỏi là chị Ngọc Diễm, là Ly xác nhận luôn là đối thủ nặng ký trong chương trình này nha. Ly ơi, em mới lộn độ Why Thao, em nói lộn khăn rằng. Trời ơi, em thấy lộn độ Why Thao thì người ta hại quá. Ủa Why Thao đúng không? Chốt nha Why Thao. Đó. Dạ, một lần nữa giới thiệu lại với quý vị, tụi chữ là đội Why Thao ạ. Dạ vâng, đội khăn rằng là ở đâu ạ? Đội khăn rằng là ba đảo nhà chiến của chúng ta. Và đây là đội Nóng Lá còn lại thì quý vị. Thì thường thì mình nói và mình sẽ không hay, cho nên là chị Ngọc Diễm rất là hay khi mà để cho những đội khác nói về những điểm dè chừng của cái đội Why Thao. Vậy thì đội khăn rằng thì nghĩ như thế nào về đội Why Thao? Thực ra điều này thì nói thiệt nha, nói thật lòng luôn á, là rõ ràng đội Nón Lá là những người mà nó có vừa có thể lực vừa có trí tuệ. Tuy nhiên sau một vài tập tham gia và thực hiện thử thách cùng với nhau thì những khuôn mặt tiềm ẩn nó dần dần xuất hiện. Và người mà có lẽ là team khăn rằng cũng như là team Nón Lá phải cân đo đong đếm nhiều nhất chắc có lẽ là chị Ngọc Diễm à. Và thôi, sự thật như thế nào thì mong tất cả mọi người hãy đón xem chương trình để biết tại sao đội khăn rằng cũng như đội của Nón Lá lại phải để cái tên Ngọc Diễm là một cái tên mà hai đội phải mention ở đây. Dạ. Dạ đúng là ít nói thì sẽ làm nhiều. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi đội Why Thao sẽ thể hiện như thế nào trong cuộc thi. Không nói chứ câu trả lời mình cũng phải trả lời chứ em. Vâng vâng. Lúc nãy là hai đối thủ, gọi là đối thủ đi ha, đi chơi cùng với nhau, nhưng mà khi vô game thì game on. Đã chia sẻ một chút xíu rồi thì Diễm nghĩ là mọi người đều thấy đồ Why Thao là ba cô gái có tính cách gần như là giống nhau, rất là nhẹ nhàng ở trong showbiz và chưa có những cái gì mà thể hiện cá tính của mình quá rõ nét, quá mạnh mẽ và làm cho người ta sợ. Hồi nãy là mọi người nói sợ là chắc là mọi người nói chơi thôi, chứ tụi này là hoa hậu thân thiện, hoa hậu thân thiện, hoa hậu thân thiện.
khó hợp thân thiện. Thì điều mà Diễm thấy có một cái nét chung tương đồng giữa Diễm, Tường Linh với lại Ngọc Châu, đó chính là những cô gái rất là chính trực, có nghĩa là những cô gái trung thực và luôn nghĩ mọi thứ theo một cái hướng là tích cực trong tất cả các mối quan hệ, trong tất cả các tình huống. Thì cái tính chính trực đó nó có phai màu hay không thì còn tùy thuộc vào cách đối xử của đội khăn rằn với lại đội nón lá nữa. Chứ thật ra cơ bản á, về tụi Diễm là 1, 2, 3 các em hóa hậu thân thiện, hóa hậu thân thiện. Dạ, đó là chính trực dễ thương, đó chính là đội quay thao. Dạ, cho đội quay thao một tràng vỗ tay ạ. Cô sẽ là ứng cử 10 điểm. Dạ vâng.